Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình làm video này sẽ hướng dẫn anh em cách tải tập kích bên Indonesia. Có một số anh em hỏi là tại sao em muốn tải tập kích bên Indonesia thì nó báo rằng là mục này không có sẵn ở quốc gia của bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải tập kích bên Indonesia. Bây giờ anh em muốn tải tập kích bên Indonesia, anh em vào CH Play giúp mình. Anh em gõ cái từ khóa là KIVKI cho mình, VPN. Rồi anh em ấn tìm kiếm. Rồi anh em tải cho mình một cái ứng dụng KIVKIVPN thay đổi địa chỉ IP. Anh em tải cho mình ứng dụng này. Ở đây mình tải rồi thì mình không ấn cài đặt. Anh em ấn cài đặt cho mình. Sau khi anh em cài đặt xong, anh em mở ứng dụng lên. Bây giờ mình sẽ mở ứng dụng lên. Bây giờ anh em khi anh em vào đến đây, anh em kéo xuống giúp mình. Anh em ấn vào dòng dưới cùng đây cho mình. Anh em ấn vào. Rồi anh em đợi nó hiện máy chủ, anh em chọn cho mình là máy chủ là Singapore. Anh em ở đây có 3 máy chủ Singapore, anh em chọn máy chủ nào cũng được. Anh em ấn vào Singapore và anh em ấn kết nối. Rồi anh em đợi đây. Anh em đợi. Sau khi kết nối thành công nó hiện dây ở đây. Sau đó anh em ấn home điện thoại ra. Anh em ấn home điện thoại ra, anh em vào cài đặt cho mình và cài đặt điện thoại. Anh em tìm cho mình đến là ứng dụng. Có một số điện thoại nó ghi là quản lý ứng dụng. Ở đây điện thoại của mình là ghi là trừ ứng dụng. Có một số điện thoại của anh em thường là Samsung hoặc là Oppo thì nó ghi là quản lý ứng dụng. Ở đây điện thoại của mình dùng điện thoại Xiaomi thì nó hiện ra trừ ứng dụng. Rồi anh em tìm cho mình cửa hàng CH Play. Anh em kéo xuống, anh em tìm cho mình là cửa hàng CH Play. Sau khi anh em tìm thấy là cửa hàng CH Play, anh em ấn vào. Rồi anh em tìm cho mình là xóa tất cả dữ liệu. Anh em ấn vào xóa tất cả dữ liệu giúp mình. Có một số điện thoại thì nó hiện ra xóa tất cả dữ liệu ở dưới này. Có một số điện thoại là anh em phải cần bấm vào cái mục là lưu trữ. Rồi anh em nó mới hiện ra cái mục xóa tất cả dữ liệu. Tùy theo điện thoại, như kiểu điện thoại của mình ở đây nó hiện ra xóa tất cả dữ liệu ở ngoài này rồi thì mình ấn cho nhanh. Có một số điện thoại thì nó không ghi ở đây, nó hiện ra mục lưu trữ thì anh em ấn vào thì anh em thấy mục xóa tất cả dữ liệu ở trong này. Sau khi anh em xóa tất cả dữ liệu xong, anh em ấn trở lại. Anh em ấn trở lại, anh em vào kích số mô tả video của mình. Mình để cho anh em một cái đường link tải tập kích bên Indonesia. Link tải mình để bên dưới mô tả video, anh em kích xuống mô tả. Sau khi anh em kích vào link tải ở dưới mô tả video của mình, nó hiện ra một cái trang như vậy. Rồi anh em ấn cho mình 3 chấm. Anh em chọn cho mình một cửa hàng CH Play, Google Play đây. Nếu anh em nào dùng App Store thì anh em kích vào mục App Store, rồi nó sẽ chuyển đến cửa hàng App Store của anh em. Ở đây mình dùng điện thoại Android thì mình kích vào Google Play để chuyển đến cửa hàng CH Play. Nếu anh em nào dùng iOS thì nó anh em ấn vào App Store thì nó tự động mở App Store. Đây mình ấn vào Google Play. Rồi bây giờ nó tự chuyển đến cửa hàng CH Play và chuyển đến tập kích bên Indonesia. Anh em đợi một chút. Nếu anh em thấy video của mình hay, đừng quên bấm like, bấm đăng ký và ấn chia sẻ để ủng hộ mình làm clip lần sau hay hơn. Nếu mà anh em vào đến đây thì nó vẫn hiện ra cái mục này không có sẵn ở quốc gia của bạn thì anh em ấn trở lại giúp mình. Nếu mà anh em vào đến đây rồi nó hiện ra cái mục chứa cài đặt thì anh em ấn cài đặt. Nếu mà anh em nào vẫn bị như mình ở đây thì anh em ấn trở lại. Có một số anh em thì anh em vào đến đây rồi thì nó hiện ra cái nút cài đặt thì anh em ấn cài đặt giúp mình. Nếu mà anh em nào bị trường hợp như mình ở đây thì anh em ấn trở lại. Anh em ấn nút trở lại trên điện thoại để nó quay lại Google Play. Anh em đợi một chút. Bây giờ mình sẽ vào lại cửa hàng CH Play. Anh em ấn vào hình logo ở bên góc này giúp mình. Logo tài khoản Google của anh em ấn vào. Rồi anh em ấn vào mũi tên ở đây. Rồi anh em chọn cho mình một cái tài khoản Google khác, tài khoản bất kỳ nào cũng được. Ở đây mình che tài khoản Google đi là lý do bảo mật tài khoản Google của mình nên anh em thông cảm. Ví dụ bây giờ anh em có tài khoản Google nào thì anh em chuyển sang tài khoản Google khác. Bây giờ mình sẽ chuyển sang tài khoản Google khác. Rồi anh em đợi nó đăng nhập tài khoản Google khác. Sau khi đăng nhập xong, anh em lại ấn lại link giúp mình là được link tải tập kích. Anh em đợi một chút. Sau khi anh em đã đăng nhập tài khoản khác, rồi anh em ấn
đóng cửa hàng CH Play, anh em lại vào ấn lại vào cái link tải tập kích Indonesia giúp mình, rồi anh em lại ấn tiếp tục cửa hàng CH Play để nó lại mở vào cửa hàng CH Play đến link tải tập kích Indonesia. Rồi bây giờ nó hiện ra cái nút cài đặt ở đây. Vậy bây giờ anh em đã cài đặt được tập kích bên Indonesia. Bây giờ mình sẽ ấn cài đặt. Nếu anh em thấy video của mình hay, đừng quên ấn like, bấm đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ mình làm clip lần sau hay hơn. Nếu mà anh em nào không tải được thì anh em nhắn tin liên hệ giúp mình. Link Facebook và Zalo mình để bên dưới mô tả video, anh em kích xuống mô tả video. Anh em liên hệ mình để mình hướng dẫn anh cách tải. Nếu mà anh em nào thích chơi Liên Quân ở bên nước ngoài thì anh em tải ở đây Liên Quân nước ngoài. Hoặc là game bất kỳ nào của nước ngoài, ở đây anh em thấy game Liên Quân hoặc là PUBG, anh em tải về anh em cũng chơi được. Liên Quân này là bên Liên Quân bên nước ngoài. Nếu anh em nào thích thì anh em tải, hoặc là PUBG cũng là phiên bản nước ngoài. Nếu anh em nào thích thì anh em tải. Bây giờ mình sẽ tải tập kích bên Indonesia về, mình sẽ vào game sẽ test anh em. Anh em thích tải game gì ở bên nước ngoài thì anh em tải. PUBG này là phiên bản quốc tế. Bây giờ mình đã tải xong tập kích bên Indonesia. Bây giờ khi anh em tải xong, anh em tắt VPN giúp mình. Anh em vào, anh em tắt ứng dụng VPN. Anh em tắt và anh em ấn ngắt kết nối. Anh em ấn tích đi. Nó hiện ra quảng cáo thì anh em ấn tích đi giúp mình. Bây giờ mình sẽ tắt xong VPN. Anh em gỡ ứng dụng VPN đi giúp mình cũng được, anh em nào cũng thích. Anh em để lại VPN cũng được, nhưng mà để lại thì nó nặng máy. Anh em xóa đi giúp mình cũng được. Bây giờ mình sẽ vào game tập kích bên Indonesia. Ở đây anh em cấp quyền cho phép. Rồi nó hiện ra cái bảng như vậy thì anh em ấn download cho mình. Không biết là tải file dữ liệu gì trong game, anh em cứ ấn download tải. Bây giờ mình đã giải nén dữ liệu game xong. Bây giờ mình sẽ chọn, không biết máy chủ nào anh em chơi nhiều, ở đây mình chọn đại một máy chủ nào đó mình vào game. Ở đây có là chơi thử hoặc là tạo tài khoản. Anh em thích nào, anh em thích chơi thử thì anh em ấn vào chơi thử. Ở đây mình sẽ ấn tạo tài khoản. Tên tài khoản thì mình cứ đặt đại nào. Mật khẩu mình sẽ cũng để đại. Mình ấn là mình quên là mình chưa ấn vào bên tạo tài khoản. Bây giờ mình sẽ ấn vào, anh em ấn vào chữ là, anh em ấn vào dưới dòng dưới là đăng ký tài khoản. Bây giờ mình sẽ nhập tên tài khoản, mật khẩu thì mình đặt đại. Giờ mình sẽ ấn xác nhận để đăng ký. Vậy là anh em đã đăng ký xong tài khoản. Ở đây thì đặt tên thì mình sẽ đặt đại. Mình đặt tên khác. Mình thấy game Indonesia, game tập kích bên Indonesia này là nhiều súng đẹp, ma mới. Anh em tải về anh em trải nghiệm. Skin súng rất là đẹp. Nhiều map mới và mình không biết là giá súng có rẻ không. Nhưng mà mình tí mình vào trải nghiệm nha anh em. Ở đây mình sẽ tắt âm thanh game đi.
để tí mình vào shop xem mà giá súng có khác gì bên Việt Nam không. Đây là chế độ tập luyện thì mình sẽ ấn bỏ qua chế độ tập luyện. Mình thấy là nhiều skin súng đẹp hơn bên Việt Nam. Anh em tải về anh em trải nghiệm. Ở đây mình sẽ lướt qua thôi, do video của mình cũng đã dài rồi.